chào các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con. Và hôm nay cô có một món quà muốn dành tặng cho chúng mình đấy. Đó là bài hát Khúc Hát Đôi Bàn Tay. Chúng mình hãy cùng lắng nghe nhé. Đầu tiên, cô sẽ dùng một tờ bìa màu cam. Cô sử dụng bút dạ. Tay trái cô đặt ngay ngắn lên tờ bìa. Tay phải cô cầm bút. Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay và bắt đầu vẽ. Cô vẽ theo đường viền của bàn tay. Các con nhớ vẽ sát theo đường viền của bàn tay nhé. Tương tự như bàn tay, cô sử dụng bìa màu xanh để vẽ bàn chân. Cô cũng vẽ sát đường viền của bàn chân. Sau khi vẽ xong, cô dùng kéo để cắt theo đường viền của bàn tay, bàn chân mà cô vừa vẽ. Cô dùng kéo bằng tay phải và cầm giấy bằng tay trái. Các con nhìn này, cô đã cắt được rất nhiều đôi bàn tay và bàn chân rồi đấy. Cuối cùng, cô dùng băng dính để dán vào một mặt của bàn tay và bàn chân. Các con có biết cô dùng băng dính để làm gì không? À, khi chơi trò chơi,
chúng ta sẽ dán phần có băng dính xuống mặt sân chơi để cố định bàn tay và bàn chân đấy. Và bây giờ cô sẽ bóc băng dính ra và dán bàn tay bàn chân theo ý thích của mình. Ngoài ra, cũng có rất nhiều cách chơi khác từ đôi bàn tay, bàn chân đấy. Chúng mình cùng tham khảo nhé! Chúng mình có thể mời người thân tham gia trò chơi này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.